cây to thế. Trước cái cửa hàng này có một con suối rất là đặc biệt các bạn nhé. Đây kìa, đường vào hang nước mát quá. Anh em đi xuống hang ong từ trên cái đường trên này xuống là tầm 700 m. Trời mưa, cây rất nhiều cây. Ở trong này họ đã làm hết cái bậc rất là dễ đi bê tông. Đây, cái dốc này một chặng nữa. Cái này vẽ cứ vút 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 lên này anh nhỉ. Ừ. Kẻ kẻ ngày xuống dưới đất này ánh sáng dưới như là thật chất à. Đúng quá không? Đẹp. Về sau là người ta ăn bắt con trâu của bà tiên ấy về để thịt đấy. Ừ. Thế là cái làng ấy nó mới bị tai họa nước lũ ấy. Đấy. Chặng nữa. Còn có sự tích của nó. Làng này làng người tài cổ ngày xưa. Thiệt rồi. Ngoài thang không? Trước chứ không phải là người đã. Cái dưới này là không có bậc à? Trơn đấy. Có hết. Tưởng không có bậc thì trơn trượt luôn các bạn. Em phải đi được hết đấy. Đấy, chắc là đi được mấy trăm mét rồi nhỉ? Nhìn nó thế thôi chứ đi. Ui, thì em... Kìa xuống suối ấy kìa. Xuống kia đoạn suối. Đi đoạn suối. Đấy. Suối. Một đoạn nữa sẽ quay tiếp. Tiếp một đoạn nối. Chơi, đoạn này chơi. Có cây um tùm. Biển nguyên sinh. Sao mà đến biển đẹp này đi chọn gói. Thế này mà có cái bãi kia mà các bạn cũng có thể cắm trại được cả. Camping. Quá đẹp. Các bạn ơi, chỗ này có một cái bãi ngô thì đúng hơn, bây giờ đang khô. Ở bãi ngô thì gần có suối này. Nó để sẵn một cái kia các bạn có thể cắm trại hoặc ngồi nghỉ. Đây, bên ngoài kia có cái cầu kìa. Đó, cầu. Kia có một cái cây rất là khu khăm. Cây rất... Đó. Đây một cái thung lũng. Hôm nay thời tiết thì nó hơi xấu tí, mưa. Đây có rất nhiều cái cây đẹp nha các bạn nhé. Đây một cái cây nữa này. Cái dòng suối. Đấy, dưới nước hôm nay mà mưa như thế mà nước vẫn trong. Mà tắm chảy cũng xiết phết đấy. Nhưng mà thời tiết ở đây thì nó cũng lạnh, nếu mà không có nắng là tắm là lạnh. Rồi, giờ bọn mình đến một cái cây cầu. Người ta bắt một cái cây cầu đi qua cái suối. Trong này người ta
có một cái vào để vào hang. Cái cây này đẹp ghê. Cho các bạn xem xuống phong cảnh đây. Đẹp chưa? Đây mình đã vào đến bên trong này. Ở trong này rất là nhiều khoai đúng không? Rau khoai à. Ừ. Cảnh rất là đẹp. Có một cái hang. Đấy. Đó là cây đẹp à. Cây này là rất là già, bị đổ mất rồi. Ở đây thì rất là man. Kia phải không hang kìa? Phải hang không? Kia kìa? Phải rất nhiều vài hang à? Bật đèn lên đi. Bật đèn vào ngó thì. À, hang suối. Ui, đẹp quá nhờ. Ừ. Đấy, hang à. Vị trí hang cũng ngay gần ở suối luôn. Nhưng mà người ta lại là bậc kia nhỉ. Rồi. Đây là cửa hang. Trước cái cửa hang này có một con suối rất là đặc biệt nha các bạn nhé. Hay chưa? Đường đi vào hang. Nước mát quá. Nước rất mát các bạn ơi. Luôn. Không nhìn nhau rồi. Không nhìn thấy. Cỏ à. Hình đẹp không này, vui vẻ. Hình rất đẹp. Đó. Hình đẹp quá. Dạ, cái đồ đúng đây. Hôm mai phải ăn mì tôm vào đây thôi.
Ồ. Họ đầu tư bậc à, mà hết bậc bê tông. Ồ. Rất to. Rất nhiều các loại thực vật tây đây. Đây chỗ kia tổ ong kia đúng không? Mấy chỗ kia đâu? Tổ ong. Nhưng mà nó lấy khai thác hết rồi. Hàng năm nó mới về. Nó quen ở đấy được cũng mà làm đấy đúng không? Làm hết đời này sang đời khác. Thế á? Không bao giờ hết à? Đến cái đoạn này thì mình đến gốc cây này, bọn mình đã tưởng là đi hết đường bê tông này này. Bên phải thì có, nó sẽ đến dẫn đến một cái hang ong. Cái đường nó rất là nhỏ và nó phải đi qua cái bụi. Còn mình nghĩ là hết đường, thế là đi về mới hỏi ra thì bỏ qua một cái hang ong. Đúng cái gốc cây này, cái gốc cây to nhất ở cái sáp cái chỗ tổ ong chuyên mọc có ở đây này. Mùa nào đến mùa nào đều có ong ở đây. Và đi đến đây là cái điểm cuối cùng để chuẩn bị vào cái hang ong bên tay phải này, hết cái đường bê tông đấy. Và mình đã bỏ qua, rất là tiếc, không quay được bên trong cho các bạn xem.